Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mạng xã hội mới đây chia sẻ đoạn clip ghi lại vụ đụng độ giữa tài xế Mazda 3 màu trắng biển kiểm soát 30G429XX và xe buýt xảy ra trên tuyến đường Hoàng Quốc Việt thuộc quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội tài xế mazda cho dừng xe giữa đường sau đó cầm hai con dao dài trên tay đi về phía chiếc xe buýt đang đỗ cùng chiều người này chém nhiều nhát vào phần lốp xe buýt phía dưới sau đó quay về ô tô nhấn ga đi thẳng khi tài xế này gây hấn lái xe buýt cùng các hành khách cố thủ trong xe dùng điện thoại ghi lại sự việc theo những hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội kính xe buýt bị rút một đoạn nhỏ một phần lốp bị chém rách không rõ mâu thuẫn giữa hai phương tiện này là gì. Tuy nhiên, thái độ hung hăng của tài xế Mazda khiến nhiều người phải lắc đầu ngao ngán. Đúng là cả giận mất khôn, lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho được việc mình chứ. Tài khoản định Nguyễn bày tỏ. Các thanh niên giờ manh động quá, ăn miếng là phải trả miếng ngay mới chịu. Đừng vì một phút nóng giận mà để sau này phải hối hận. Minh Trần viết. Thượng tá Nguyễn Bình Ngọc, Phó trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm ngay khi tiếp nhận thông tin đã vào cuộc điều tra làm rõ. Hiện tại công an quận Bắc Từ Liêm đã xác định được danh tính người điều khiển ô tô Mazda 3, xác định thiệt hại tài sản là 20 triệu đồng. Bên cạnh đó, chỉ huy công an quận Bắc Từ Liêm Hà Nội cho biết, hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân, triệu tập các bên liên quan. Khi kết thúc điều tra sẽ thông tin với báo chí.